Tuần trước chúng ta đã cùng học với nhau đề tài là thiên đàng và hỏa ngục. Chúng ta không có đủ thời giờ cho nên chỉ học được phần thứ nhất nói về hỏa ngục, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục học về thiên đàng. Hỏa ngục và thiên đàng là chỗ ở đời đời của loài người chúng ta. Âm phủ và hỏa ngục có liên quan với nhau. Những người ở ngoài Chúa Giêsu chết thì đi vào âm phủ chờ ngày đoán xét, và trong ngày cuối cùng sau khi đã chịu xét xử thì họ sẽ bước vào ở trong hỏa ngục đời đời. Và thiên đàng thì có hai thiên đàng hiện tại và thiên đàng đời đời. Những người ở trong Chúa Giêsu chết thì được lên thiên đàng ở bên Chúa ngay, nhưng đó là thiên đàng hiện tại, ở đó chờ cái ngày để mà chịu đoán xét. Và trong ngày tận thế, sau khi để chịu xét xử, thì họ sẽ được vào thiên đàng đời đời ở với Chúa. Chúa sẽ lập trời mới và đất mới. Lúc bây giờ thì chưa có trời mới đất mới, những người đó chưa được vào trong trời mới đất mới. Họ đang ở thiên đàng, nhưng mà thiên đàng hiện tại. Thiên đàng đời đời sẽ ở trên đất mới, sẽ có đất mới, và đất mới đó là thiên đàng đời đời. Thiên đàng được mô tả ở trong Khải Huyền đoạn 21 và 22, là một nơi có thật, có thể thấy được, là một nơi trường tồn. Trời đất cũ sẽ qua đi và sẽ có một trời đất mới tồn tại đời đời, là nơi đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị. Giêsu nói ta đi và chuẩn bị một nơi cho các ngươi. Nơi mà có các mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và với nhau. Nơi mà tất cả những đau buồn được giải tỏa, không còn mắc tuôn lệ sầu. Một nơi tươi mới, có những dòng sông, có nước chảy chung quanh. Một nơi có giới hạn, chỉ những người ở trong Chúa Giêsu mới được vào đó. Còn một số người khác, những người khác thì không được vào đó. Đó một nơi giàu có, những con đường bằng vàng, và chúng ta đọc thấy đủ các loại ngọc quý đều có ở tại đó. Đó là một nơi công chính, và đó cũng là một nơi ẩn náu, được nghỉ ngơi ở tại nơi đó. Xin ta cùng theo dõi lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký, xin lỗi, trong Khải Huyền đoạn thứ 21 từ câu 1 đến câu thứ 14. Lúc ấy tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành phố thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, chuẩn bị như cô dâu trang điểm chờ chàng rể. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Đấng ngự trên ngai phán, này, ta tân tạo tất cả vạn vật. Ngài tiếp, con hãy ghi chép, vì những lời này đều là thành tín và chân thật. Ngài lại bảo tôi, hoàn tất rồi, ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng. Người nào khác, ta sẽ cho uống nước suối hằng sống miễn phí. Người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, còn người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng, và tất cả những người giả dối, thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy phừng với diêm sinh, đó là sự chết thứ hai. Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa, sau cùng bảo tôi, anh đến đây, tôi sẽ chỉ cho anh thấy cô dâu là vợ của chiên con. Người cất tôi đi trong tâm linh lên một hòn núi lớn và cao, rồi chỉ vào tôi thấy thành phố là Jerusalem từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, rực rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời, ánh sáng nó giống như của bảo thạch, như ngọc thạch anh trong suốt giống như pha lê. Tường thành thì lớn và cao, có 12 cổng, ở các cổng có 12 thiên sứ canh gác, trên cổng có ghi tên 12 chi tộc Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 nền, trên các nền có ghi tên 12 sứ đồ của chiên con. Chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh, chúng con
trong mong ngày Chúa trở lại để chúng con được sống ở bên Ngài. Chúng con được mô tả thiên đàng thật là vinh diệu, nhưng điều cao trọng hơn hết đó là chính Chúa. Chúng con sẽ được sống trong sự hiện diện của Chúa, mặt đối mặt, và chúng con sẽ tận hưởng tình yêu của Chúa, và không gì có thể ngăn trở giữa chúng con và Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Ngài soi sáng cho chúng con qua lời của Ngài sáng hôm nay, giúp chúng con học hiểu và làm theo lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con sống theo lời của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thiên đàng như thế nào quý vị? Thiên đàng được mô tả khác với lại thế giới hiện tại. Trong sáng thế ký thì chúng ta thấy rằng trời đất đã được sáng tạo, nhưng trong Khải Huyền thì trời đất mới được sáng tạo. Trong Khải Huyền, trong sáng thế ký thì mặt trời được sáng tạo, nhưng Khải Huyền cho chúng ta biết rằng trời đất mới không cần mặt trời nữa. Sáng thế ký cho biết đêm được thành lập, nhưng ở trong trời đất mới, Khải Huyền cho biết rằng không còn ban đêm. Ngoài những người nào thích biển thì hiện tại có biển, nhưng mà trong tương lai trời đất mới sẽ không còn biển nữa. Nhưng mà sẽ có những dòng sông, dòng sông như pha lê rất là đẹp. Và trong sáng thế ký thì lời nguyền rủa đã đến với con người, nhưng mà Khải Huyền cho biết rằng không còn lời nguyền rủa ở trong trời đất mới. Sự chết đã bước vào với con người ở trong lịch sử, nhưng mà trên thiên đàng thì không còn sự chết. Loài người đã bị đuổi ra khỏi địa đàng, nhưng rồi con người chúng ta sẽ được vào ở trong địa đàng. Chúng ta sẽ sống ở trên đất này với Chúa mãi mãi. Hiện tại thì có buồn bã và đau thương, nhưng trên thiên đàng thì không còn nước mắt hay thương đau nữa. Thiên đàng được mô tả như thế. Chúng ta đi xem vào chi tiết sâu hơn một tí. Thiên đàng như thế nào? Thiên đàng là một cái nơi chốn hữu thể, a physical place, một nơi hữu thể, không phải là một cái sự hiện hữu ở trong cái cõi thiêng liêng vô hình mà những linh hồn không có thể xác bay đi đây đi đó. Không phải, đó không phải là thiên đàng. Thiên đàng là một nơi Chúa nói rất rõ. Chúa nói như thế này: lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và chuẩn bị cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Ở tại thiên đàng đó, chúng ta sẽ được ở với Đức Chúa Trời và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Đó là một nơi mà chúng ta được hoan nghênh, được tiếp đón. Luca đoạn 10 câu 20 thì nói rằng: tuy nhiên đừng mừng vì quỷ phục các con, phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Chúng ta đi đến cửa và tên của chúng ta có ghi ở trong sổ, cho nên chúng ta được hoan nghênh, được tiếp vào ở trong thiên đàng. Những người khác thì không được như vậy. Cái Huyền đoạn 21 câu 27 nói rằng: mọi vật ô uế cùng những kẻ làm điều gớm ghê và giả dối tuyệt đối không được vào đó. Nhưng ai được vào? Ngoại trừ những người được ghi tên vào sách sự sống của Chiên Con. Tên của quý vị và tôi đã được ghi vào trong sổ sách sự sống của Chúa. Nếu quý vị không có chắc rằng tên của mình được ghi trong sổ sự sống thì hôm nay phải giải quyết vấn đề đó. Đừng để muộn. Có một người tên là John Todd. Ông được sinh ra ở tại Vermont năm 1801. Và sau một thời gian ngắn thì gia đình của ông dời đến ở tại Killingworth, Connecticut. Và chẳng bao lâu thì anh em của ông trở thành trẻ mồ côi, cha mẹ đều qua đời. Và họ được chia nhau để đến ở chung với những người bà con. Còn John thì được chỉ định để mà đến ở với một bà cô tốt bụng. Bà đã trở thành người cha, người mẹ cho đứa trẻ mồ côi không nhà.
và đã nuôi dưỡng đứa trẻ này được đi học và được vào trong trường đại học danh tiếng là trường Yale và được vào trong cái ngành nghề mà cậu ấy thích. Và đến một ngày kia thì bà bị bệnh nặng và bà biết rằng sự chết đã kề bên, cho nên bà biên thư cho John Todd và diễn tả cái tâm trạng lo sợ của bà. Và John Todd vì một lý do nào đó không có thể đến bên giường bệnh của bà ngay lúc đó, cho nên đã viết cho bà một bức thư. Và bức thư đó ghi như thế này: đến nay đã được 35 năm kể từ khi con, một đứa trẻ lên 6 cô đơn trong trần gian, con không quên được cái ngày con di chuyển đường dài đến nhà của cô tại North Killingsworth. Con vẫn nhớ sự thất vọng của con là khi thay vì cô đến để mà tiếp đón cô đã sai cái người làm công cho cô là ông Caesar đến để mà đón con. Và con vẫn nhớ cái nước mắt và cái sự lo âu khi con ngồi trên con ngựa của cô, ôm chặt lấy ông Caesar, và con đã đi đến nhà mới của cô. Đang đi đường thì nỗi lo sợ của con càng lúc càng tăng, và con hỏi ông Caesar rằng khi mình đến thì cô ấy còn thức không? Bà còn thức không? Hay ngủ rồi? Ông Caesar nói là không đâu. Khi mà chúng ta đi ra khỏi cái cánh rừng này thì con sẽ thấy cái căn nhà có đèn sáng và cô đang chờ con tại đó. Và quả thật khi ra khỏi cái khu rừng vào tới cái quảng đồng trống thì thấy cái nhà của cô và bên cái đèn cửa sổ đó có cái ánh đèn cầy của cô đang chiếu sáng. Và khi con đến thì cô đang đứng ngay trước cửa để mà chờ đón. Cô đã ra ôm lấy con và đem con xuống khỏi ngựa, đem con vào trong cái nhà. Và ở tại nơi lò lửa thì có lửa sưởi ấm, và ở trên bếp thì có một nồi súp rất là ngon. Sau khi ăn tối thì cô đã cho con vào phòng của con, cho con được đi ngủ. Và cô đã ngồi đó cho đến khi con ngủ thiếp đi. Thưa cô thắc mắc tại sao con thuật lại chuyện này. Vì một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ gửi thiên sứ đến đón cô, sẽ đưa cô vào cái nhà mới của cô. Cô đừng có sợ trước lời mời của Chúa. Đừng có sợ cuộc hành trình xa lạ. Đừng sợ sứ giả của sự chết. Tại cuối con đường, cô sẽ tìm được tình thương và sự hoan nghênh. Cô sẽ được an ổn tại đó. Cô sẽ được ở trong tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, Ngài là đáng tin cậy để đối xử với cô một cách tốt hơn là cô đã đối xử với con. Mặc dù cô đã đối xử với con rất là tốt năm xưa, nhưng Chúa sẽ đối xử với cô muôn vàn lần tốt hơn như thế. Thưa quý vị, có những người sẽ được vào thiên đàng, họ sẽ ngắm trong cái ngày mình được ra khỏi trần gian này để bước về với Chúa ở trong nước của Chúa. Họ trông mong cái ngày đó. Có một người, những số người sẽ được Chúa hoan nghênh vào trong nhà của Ngài. Nhưng mà có những người khác thì không được. Có những người họ tưởng rằng họ sẽ được hoan nghênh, nhưng họ sẽ khám phá ra rằng họ không có tên trong sách sự sống. Vì họ là những người làm điều ác, là những người giả dối, mặc dầu họ vẫn hầu việc Chúa. Họ vẫn đến nhà thờ để thờ phượng Ngài, nhưng họ xa cách Chúa. Những người đó không có tên trong sách sự sống. Matthew đoạn 7 câu 22 đến 23 nói rằng: vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra. Không phải là quý vị biết Chúa, nhưng Chúa có biết quý vị không? Quý vị có cái mối tương giao đó với Chúa không? Quý vị có sống ở trong sự tương quan với Chúa ngay bây giờ không?
Nếu quý vị không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của quý vị ngay bây giờ, thì quý vị sẽ không có Chúa Giê-xu trong cả cõi đời đời. Và nếu quý vị có Chúa, quý vị sống với Chúa, quý vị sẽ được sống với Ngài mãi mãi. Quý vị sẽ được hoan nghênh vào trong nước trời. Nếu không có Chúa Giê-xu, nếu quý vị sống mà gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của quý vị, thì quý vị sẽ bị gạt bỏ ra khỏi vương quốc của Ngài. Thiên đàng như thế nào? Chúng ta biết rằng đó là một nơi mà chúng ta sẽ được tưởng thưởng. Khải Huyền đoạn 2 câu 10 nói rằng: con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua, đừng sợ. Người ta có thể đánh đập, hành hạ, bỏ tù, giết chết, nhưng hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống. Và trước nói tiếp vào trong đoạn 22, Khải Huyền 22 câu 12: này ta sắp đến đem giải thưởng theo với ta, để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Tùy theo công việc quý vị làm mà quý vị sẽ được ban thưởng. Chúa ban cho chúng ta thiên đàng không phải là một cái món quà, nhưng những phần thưởng của Chúa trong thiên đàng là những phần thưởng tùy theo công việc làm của chúng ta. Chúng ta được vào thiên đàng là tùy theo công việc của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta, nhưng chúng ta được thưởng là tùy theo công việc chúng ta làm cho Chúa Giê-xu. Chúa sẽ đem phần thưởng theo để báo cho chúng ta tùy theo công việc chúng ta làm. Ở tại nơi đó chúng ta sẽ được chiêm bái tôn thờ Chúa. Chúng ta sẽ cùng ca hát tôn ngợi Chúa. Khải Huyền đoạn 15 câu 3 và câu 4 nói rằng: lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa thật vĩ đại diệu kỳ. Lạy Vua của các thời đại, đường lối Chúa là công chính và chân thật. Lạy Chúa, ai không kính sợ Ngài và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài là đấng duy nhất thánh khiết, tất cả các dân tộc đều sẽ đến và thờ phụng trước mặt Ngài, vì các thành hành động công minh của Ngài đã được biểu lộ. Chúng ta sẽ đến và cùng tôn thờ Chúa. Đó là một nơi mà chúng ta biết Chúa một cách tận tường, chúng ta sẽ gặp Chúa mặt đối mặt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 12 nói rằng: hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ, đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay chúng ta biết có giới hạn, đến lúc ấy tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Chúng ta sẽ được gặp Chúa và chúng ta sẽ biết Chúa. Ồ, có nhiều điều lạ lùng, dư kỳ mà chúng ta sẽ khám phá ra về Chúa. Và những điều đó càng ngày càng tốt đẹp, quý vị. Ở đây chúng ta hữu tận hưởng được sự thành tín của Chúa, sự tình yêu của Chúa, sự công chính của Chúa, vân vân. Nhưng mà còn nhiều thuộc tánh của Chúa mà chúng ta chưa biết đến, và chúng ta sẽ càng biết Chúa một cách rõ rệt hơn. Có một người tên là William M. Dyke. Ông là một thanh niên bị mù lúc năm lên 10 tuổi. Dù bị khuyết tật nhưng mà em đã lớn lên trở thành một chàng thanh niên hoạt bát, vui vẻ, đẹp trai và giỏi giang. Cậu này đi học ở tại Anh Quốc và nơi đó gặp con gái của một vị tướng. Hai người thương nhau và một thời gian ngắn sau thì hai người đã đính hôn với nhau. Và một thời gian ngắn trước khi làm lễ thành hôn thì người cha vợ ép nài cậu này trải qua một cái cuộc giải phẫu để hy vọng rằng cậu có thể thấy được. Và qua cái cuộc điều trị đặc biệt này thì cậu có cái hy vọng, nhưng mà cũng không biết chắc là mình sẽ thấy hay là không thấy. Nhưng mà cậu muốn một điều là muốn thấy người khuôn mặt của người vợ của mình trước nhất. Cho nên muốn rằng khi mà làm lễ đám cưới đó thì sẽ mở cái băng che mắt đi. Và cũng vậy, và đúng vậy, khi mà cô dâu được cha đưa vào, cái cánh cửa mở ra và bước lên trên cái thảm đỏ đó, bước vào thảm trắng bước vào đó, thì ở trên này người cha của cậu bắt đầu mở những cái băng vải ra. Và khi cái băng vải cuối cùng được gỡ ra thì cậu nhìn vào trong cái khuôn mặt khả ái của người vợ của mình. Và cậu nói như thế này: ô, em đẹp quá, đẹp hơn là trong trí tưởng tượng của anh nhiều. Thưa quý vị, chúng ta không có biết thiên đàng như thế nào, nhưng chúng ta sẽ gặp Chúa, và chúng ta sẽ gặp Chúa, và đó là điều cao quý nhất quý vị.
Không những chúng ta gặp Chúa mà chúng ta còn gặp được những người thân yêu của chúng ta nữa. Nhưng mà điều quý hơn hết là chúng ta được gặp Chúa chúng ta mặt đối mặt. Lúc đó chúng ta sẽ thấy Chúa chúng ta. Bây giờ Chúa thấy chúng ta mà chúng ta không thấy Chúa. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ thấy được Chúa. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị ơi, chúng ta sẽ thấy rằng những năm chúng ta chờ đợi để thấy được mặt Chúa là những năm thật là xứng đáng. Đó, thiên đàng là nơi chúng ta được nghỉ ngơi. Khải Huyền đoạn 21 câu 4, Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Bây giờ chúng ta sống có nhiều nỗi đau. Có người thì đau vì chồng, có người buồn vì con, có người đau đớn vì vợ, có những cái đó trong cuộc sống, có sự xung khắc. Rồi có người chết, có người bệnh, có nhiều người phải trải qua cái cơn bệnh nhiều năm, rất là mệt, mệt mỏi quá. Không, nhưng mà cảm ơn Chúa, lên thiên đàng không còn những cái đó nữa, không còn xung khắc, không còn căng thẳng, không còn tội lỗi vấn vương, không còn gì hết, không còn bệnh tật, không còn chết chóc. Tất cả chúng ta sẽ được sống và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Bây giờ quý vị mệt nhọc lao khổ, ngày nào cũng phải đi làm, thứ hai đến thứ sáu, có khi phải làm thứ bảy. Có người không phải làm Chủ nhật mà cũng đi làm, không được lên đi làm. Ngày thứ bảy là ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ quý vị. Chúa đem chúng ta vào trong sự nghỉ, chúng ta đừng có để cho những người đốc công của trần gian này buộc chúng ta phải đi làm khi chúng ta được Chúa cho nghỉ ngơi. Chúa đem chúng ta vào trong sự nghỉ ngơi, đừng có làm trong ngày nghỉ. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta sẽ được vào thiên đàng và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tại đó, không còn phải làm những công việc mệt nhọc nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ được làm những công việc rất là đáng giá, những công việc rất là thích thú, những công việc mà rất là đem lại cái sự thỏa lòng, không phải cực nhọc như trong trần gian này. Ở trong thiên đàng chúng ta sẽ có việc để làm, chứ không phải là ngồi đó mà không có gì để làm. Nhưng chúng ta sẽ những công việc thích thú, xứng đáng để mà chúng ta làm. Và chúng ta được đồng trị với Chúa. Chúa Giê-xu pha đáp: thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngai để xét đoán 12 bộ tộc Israel. Chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa, chúng ta sẽ được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Tại đó sẽ có lời nguyền rủa ngai. Xin lỗi, tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngài Đức Chúa Trời và Ngài Chiên Con sẽ đặt trong thành, các đầy tớ Chúa sẽ phục sự Ngài. Chúng ta sẽ được cái cơ hội mà phục sự hầu việc Chúa. Đó là những vài nét để mà mô tả về thiên đàng. Thiên đàng thì còn nhiều lắm, không thể nào nói hết trong một cái bài học kinh thánh, một bài giảng như sáng hôm nay. Nhưng đó là chúng ta nhìn biết về thiên đàng của chúng ta. Ở tại đó chúng ta sẽ được gặp Chúa và chúng ta sẽ được chiêm bái Chúa mãi mãi. Mà tại sao có thiên đàng quý vị? Chúng ta đã học biết tại sao có địa ngục, bây giờ chúng ta sẽ học biết tại sao có thiên đàng. Chúng ta cần có thiên đàng, có trời mới, đất mới, là tại vì trời cũ, đất cũ sẽ trôi qua. Những cái gì trên trần gian này chúng ta thấy rất là đẹp không quý vị? Mà thiên đàng sẽ còn đẹp hơn gấp bội. Nhưng mà ở trần gian này có những chỗ rất đẹp, thì cũng có những chỗ rất là tồi tệ. Có những cảnh, những vườn hoa đẹp, nhưng mà cũng có những đống rác hôi thối. Có những đêm trường đau khổ, có những ngày rạng rỡ vinh quang trong trần gian này. Nhưng mà trong thiên đàng thì không còn đêm trường đau khổ nữa, chỉ những ngày rạng rỡ vinh quang mà thôi. Vì trời cũ và đất cũ sẽ trôi đi, tội lỗi đã vào ở trong trần gian này, đem lại sự chết. Và chúng ta đang than thở để trông mong có trời mới, đất mới. Muôn vật cũng đang than thở để được giải thoát ra khỏi cái thế giới chết chóc này. Chúng ta sẽ bước vào trong thế giới mới, thế giới đời đời không bao giờ tận, một thế giới vinh quang với sự hiện diện của Chúa. Năm 1896, ông H.G. Wells xuất bản một cuốn sách với cái đề tựa là The Time Machine. Không biết ở đây có ai đọc qua chưa?
Đây là câu chuyện tưởng tượng, có một em đã đọc qua. Tưởng tượng về một khoa học gia tạo ra được một cái chiếc máy, và cái chiếc máy này nó sẽ chở người ta xuyên qua thời gian. Và cái khách đi qua thời gian thì lo nghĩ đến về tương lai thay vì là quá khứ. Và giống như nhiều khoa học gia, thì ông G.A. Wells này nghĩ rằng khoa học tiến bộ thì sẽ xây dựng một cái thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng cuốn sách của ông này thì lại không có hậu. Nhân vật chính đã du hành hàng triệu năm đi vào trong tương lai, và tại nơi đó ông gặp một thế giới lạnh lẽo và tăm tối. Khi màn đêm ảm đạm buông xuống, ông nhìn thấy những mảnh cuối cùng của sự sống chờ liễm tắt. Hoàn toàn ghê tởm trước sự sống xế chiều trên hành tinh của chúng ta, khoa học gia trở về với hiện tại và báo cho mọi người biết về cái nỗi cuộc hành trình thống khổ của mình. Nhưng mà thưa quý vị, quan điểm của Kinh Thánh thì hoàn toàn khác biệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Chúa của thời gian. Đối với Chúa, một ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như 1 ngày. Và Chúa cho chúng ta thấy một có cái nhìn lạc quan về tương lai, vì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi thế giới của chúng ta, dẹp đi thế giới cũ này và ban cho chúng ta một thế giới mới, trời mới và đất mới. Và trong cái thế giới mới đó, trong trời mới đất mới đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm mối thông công tương giao mật thiết với Chúa không bao giờ dứt. Chúng ta sẽ được ở cạnh Chúa và tận hưởng tình yêu của Ngài. Và ngay bây giờ Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở trong nước của Ngài, và một nơi mà sẽ không còn sự chết, không còn đau buồn hay sự khóc, sự than khóc, đó là thiên đàng. Chúa yêu dấu của chúng ta, Ngài sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta. Nhưng mà làm sao để chúng ta được vào nơi thiên đàng đó? Làm sao để chúng ta được vào thiên đàng? Thứ nhất là chúng ta phải nhờ cậy vào công ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng đã đến trần gian này. Ngài đến không phải để hủy phá luật pháp, nhưng Ngài đến để làm trọn luật pháp. Chúa có tiêu chuẩn rất là cao và Ngài không có hạ thấp cái tiêu chuẩn đó. Và quý vị suy nghĩ đi, Chúa sẽ xét đoán quý vị theo cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó, và quý vị sẽ không đủ điểm đem được vào thiên đàng. Đó là cái tin buồn mà tôi muốn báo cho quý vị biết. Quý vị nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn thấy chính mình và quý vị không thích chính mình tí nào cả vì những tội lỗi xấu xa của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Chúa không dừng ở tại đó, không dừng với là cái tin buồn đó, phải không quý vị? Vì có một người đã giữ trọn luật pháp, và đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng, đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri, ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không còn hy vọng nào cả. Nhưng Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Ở trong chúng ta không còn hy vọng nào cả, nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta có niềm hy vọng. Vì Chúa Giêsu là đấng đã đổ huyết ra để chuộc tội cho chúng ta. Nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Mà huyết chúng ta là huyết của những người có tội, không cứu chuộc được ai. Nhưng Chúa Giêsu là đấng thánh khiết, công chính. Ngài đã đổ huyết của Ngài để mua chuộc tội của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Ngài đã đổ huyết thay cho chúng ta để chúng ta được tha tội. Và Chúa Giêsu không chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại trong vinh quang. Và Ngài sẽ trở lại. Chúng ta trông mong ngày Chúa trở lại chúng ta. Chúng ta phải nhờ cậy vào công ơn của Chúa. Chúng ta cũng phải tin cậy vào chính Chúa. Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng đó là sự công bình của Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Sự công bình của Đức Chúa Trời. Nếu mà không công bình thì chúng ta sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là những người không công bình, là những người có tội. Bây giờ chúng ta đi tìm sự công bình của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cái sự công bình của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ thì chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời.
Và bởi đó mà tất cả những tội lỗi chúng ta được tha thứ. Nhưng mà không những là ta tha thứ mà thôi, mà chúng ta được mặc lấy sự công chính của Chúa Giêsu Christ, và chúng ta được Ngài tiếp nhận. Roma đoạn 3 câu 25, thế nên Đức Chúa Trời đã lập Ngài, tức là Chúa Giêsu, làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Chúa đang chờ đón mong quý vị, chờ đón, chờ đợi quý vị, chờ trông quý vị đến với Ngài. Dân Nhất đoạn 5 câu 12-13 nói rằng đây là lời chứng Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này là ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Quý vị có con Đức Chúa Trời trong cuộc đời quý vị không? Có Chúa Giêsu đang ngự trị ở trong quý vị không? Nếu có Chúa Giêsu ngự trị trong quý vị thì thật sự ra quý vị đang ở thiên đàng đó. Chúa Giêsu nói rằng thiên đàng, nước Đức Chúa Trời ở gần các ngươi và ở trong các ngươi. Chúng ta không đợi phải chết chúng ta mới được lên thiên đàng. Chúng ta sống hiện tại đây, chúng ta sống ở thiên đàng. Nơi nào có Chúa đó là thiên đàng, nơi nào không có Chúa đó là địa ngục. Cho nên cuộc đời quý vị có Chúa, quý vị đang ở trong thiên đàng. Có Chúa ngự trong tâm hồn của quý vị, có sự tương giao đó, có sự khăng khít đó, có sự mật thiết đó. Đó là thiên đàng đó quý vị. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Đức Chúa Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Và chúng ta là những người có sự sống thì chúng ta bước đi ở trong sự sống. Chúng ta có sự sống mới, chúng ta bước đi trong sự sống mới. Chúng ta được thoát ra khỏi cái dòng nhân loại cũ rồi. Bây giờ chúng ta được đem vào trong cái dòng nhân loại mới. Chúng ta bước đi trong tình yêu thương, chúng ta bước đi trong ánh sáng, chúng ta bước đi trong sự công chính. Dân Nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng, nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch mọi tội chúng ta. Quý vị có đang bước đi trong ánh sáng không? Quý vị suy nghĩ về thiên đàng hay là quý vị chỉ nghĩ đến trần gian này? Quý vị nghĩ sao nếu mà một người đi tới một phi trường, xong bước vào ở trong cái phòng vệ sinh, cho nên là cái phòng vệ sinh này xong mà nó đơn sơ quá, xong mà ráng để mà đi ra đó mua những cái cây rồi cái gì đó để mà trang hoàng cho cái phòng vệ sinh ở tại phi trường không quý vị? Vô lý phải không quý vị? Mà nhiều khi chúng ta cũng làm như thế, chúng ta chăm chút cho cái đời này và chúng ta quên đi thiên đàng là nơi ở đời đời của chúng ta. Chúa bảo chúng ta đừng có lo cho đời này, vì xé mọt nó sẽ ăn mòn tất cả những điều đó, và chúng ta sẽ ra đi và không đem gì theo cả. Và Chúa bảo chúng ta hãy đầu tư trên nước trời. Đầu tư trên nước trời, hãy dùng tiền bạc của mình để mà lo công việc Chúa, để lo công việc truyền giảng, để giúp đỡ cho những người nghèo, những người thiếu. Chúng ta ở tại nước Mỹ này dư thừa, nhưng nhiều người ở nhiều nơi họ đang khốn khổ. Mà nếu chúng ta không có trung tín làm quản gia của Chúa, Chúa sẽ nói rằng, hỡi đầy tớ gian ác, hãy lui ra khỏi ta, đi vào nơi có sự tối tăm và nghiến răng. Mà khi chúng ta trung tín với những gì Chúa giao cho chúng ta, Chúa nói rằng hãy đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy vào đây hưởng sự vui mừng của Chúa người. Làm sao để được vào thiên đàng? Tin cậy nơi Chúa Giêsu, bước đi trong đời sống mới. Chúng ta bước đi trong sự sống mới. Ở tại một trường đại học, cơ đốc, khi thấy các sinh viên có một cái khái niệm méo mó về thiên đàng, họ cho nơi đó là một cái nơi tĩnh lặng, một nơi buồn chán, lên đó cầm cái đàn rồi sẽ khẩy rồi hát thôi chán chết. Ở dưới này mình còn đi trượt tuyết, mình còn chơi banh, mình còn làm đủ thứ, vui lắm. Mà lên thiên đàng nó như vậy thì thơ chán, không quý vị? Cho nên để khuấy động cái sự tưởng tượng của các sinh viên đó, thì giáo sư đã hỏi những câu sau đây. Ông hỏi rằng các bạn cứ ước rằng sáng mai khi thức dậy, các bạn sẽ được cái người mà mình yêu say đắm nhất, yêu mình càng hơn nữa không? Có thích vậy không? Thích cái người mà mình yêu say đắm nhất, yêu mình càng hơn nữa không? Nó thích xin giơ tay. Yeah. Rồi, ông hỏi này, khi thức giấc các bạn sẽ được nghe một cái điệu nhạc tuyệt vời mà các bạn chưa từng nghe và làm cho lòng các bạn vui mừng bất tận. Ai rất thích âm nhạc quý vị? Ở thiên đàng sẽ có điệu nhạc tuyệt vời. Các bạn có thể thích
như là một lần đầu tiên mình khám phá ra Thái Bình Dương không? Lần đầu tiên được thấy biển, tức là sống ở miền núi chưa bao giờ thấy biển, bây giờ được xuống biển và thấy, chắc là thung thướng lắm phải quý vị. Tôi hồi trước ở tại Pleiku không có thấy biển, đi xuống Cam Ranh thấy biển, thích thú lắm, xuống Nha Trang, trời tối rồi cũng phải chạy ra mà tắm mới được. Thiên đàng có nhiều điều mới lạ để khám phá. Các bạn có thức dậy mà cảm thấy mình không còn mặc cảm về tội lỗi về bất cứ một điều gì không? Lòng nhẹ nhàng, thanh thản, thánh khiết, không có gì điều vướng bận cả. Các bạn có thích như vậy không? Đó là thiên đàng. Các bạn có thích là khi mình thức dậy, nhìn vào cuộc đời của mình, sâu thẳm con người của mình và nhìn thấy con người của mình và mình thích mình không? Đó là thiên đàng đó quý vị. Và các bạn có thích là khi quý vị, các bạn thức dậy và các bạn sẽ hít thở Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là không khí đã cho quý vị hít thở không? Như thế Ngài là không khí chăng? Và ưa thích Ngài chăng? Yêu mọi người khác mà không còn phải có một cái gì trao đổi cả, yêu vì yêu không? Các bạn có thích như vậy không? Đáp lại những câu hỏi đó, mọi sinh viên đều giơ tay lên hết. Vì điều gì đó là hình ảnh của thiên đàng. Thiên đàng là như vậy và còn hơn như thế nữa. Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài và với chúng ta ngày hôm nay: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi ta sẽ trở lại để tiếp đón các ngươi, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là một nơi hạnh phúc không thể nào tả xiết, một nơi phước hạnh tột đỉnh. Và sự phước hạnh tột đỉnh đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Quý vị ơi, Chúa Giê-xu, Ngài đã mở con đường qua thân của Ngài để chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tương giao với Chúa ngày hôm nay, và từ tương giao với Chúa chúng ta lại càng khao khát Chúa hơn. Và chúng ta được trông mong được cái ngày mà chúng ta sẽ gặp Chúa mặt đối mặt. Mặc dù ngày nay chúng ta chỉ tưởng tượng Chúa mà thôi, và tưởng tượng sống với Chúa nó vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc như thế nào. Và chúng ta sống trong cái sự tưởng tượng đó với nhau ngày hôm nay. Chúng ta đối xử với nhau như ở trong thiên đàng. Chúng ta đối xử với nhau một cách chân thật. Chúng ta đối xử với nhau một cách công chính. Chúng ta đối xử với nhau một cách nhân từ. Chúng ta đem thiên đàng đến trần thế này. Thiên đàng là khi Chúa Giê-xu ngự trong lòng chúng ta. Xin mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng ca bài Chúa ngự tâm hồn. Đây là bài ca nói rằng khi Giê-xu ngự cùng thì ấy nơi thiên cùng. Kính lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến trần gian này để đem thiên đàng đến với chúng con. Chúa nói với chúng con rằng nước Đức Chúa Trời ở gần các ngươi và ở trong lòng các ngươi. Chúa Ngài là vua trời. Và khi có vua trời ngự trong lòng của chúng con thì chúng con được tận hưởng nước trời. Ôi Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con không phải khám phá ra trong ngày cuối cùng rằng chúng con tưởng rằng chúng con thuộc về Chúa mà chúng con không thuộc về Ngài, vì chúng con không có sự sống của Chúa. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm sự sống của Chúa ngay hôm nay, mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.